Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến một cái bộ chuyển đổi từ phanh cơ sang phanh đĩa. Cái này em bán cách đây 4-5 năm rồi, nhưng mà lâu lâu thì đăng lại để cho các bạn biết là mình vẫn bán, và thứ hai nữa là nhiều bạn không biết là mình đang bán cái bộ này. Thì ưu việt của những cái phanh đĩa thì các bạn cũng biết rồi, nhưng mình không giới thiệu qua nữa. Hiện tại thì đây có cái động cơ đang nắp phanh cơ, và cái dòng phanh này nó là dạng phanh tang trống 110. Đây, cái này mình gọi là phanh tang trống cũng được. Đấy, nó còn cái lòng trong này là 110 này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển đổi từ cái cối phanh trống này sang phanh đĩa. Đấy, để cho các bạn đánh giá, và các bạn có thể lựa chọn cần sản phẩm thì bên mình sẽ cung cấp, và cũng đồng thời là hướng dẫn cho các bạn lắp đặt luôn. Thì cái này nó lắp đặt được cho tất cả những cái dòng xe nào đang dùng phanh cơ. Mình xin khẳng định là lắp được cho tất cả các loại. Kể cả là loại phanh có ren thì mình sẽ giới thiệu vào một cái video khác, hoặc là mình sẽ để cái link video ấy, các bạn có thể tham khảo ngay ở dưới. Mình có link cái bộ chuyển phanh cơ đấy cho các bạn xem. Đấy, ở đây bộ sản phẩm của nó thì bao gồm một cái bộ chuyển cùi phanh từ phanh cơ đấy sang phanh đĩa, và đây là cái đĩa của nó này. Đấy. Đây là cái phần này là cái tai để giữ cái củ phanh. Đấy. Và cái phần này là phần rằng. Cái rằng này thì là nó bình thường cái phanh cơ các bạn là nó cũng có một cái rằng như này này. Thì cái này nó sẽ chính là cái giữ cho cái củ phanh đĩa của mình. Nó sẽ định vị như thế này trên cái xe. Khi các bạn lắp lên thì sẽ định vị như thế này để chống quay cái củ phanh này. Còn đây là vẫn xỏ vào lỗ trục bánh như vậy thôi. Đấy. Nó rất dễ lắp đặt thôi. Thì sau đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn định vị cái bộ đĩa trước. Đấy. Thì đầu tiên cái bộ đĩa này mình sẽ bỏ qua cái phần động cơ sang một bên. Và mình hướng dẫn các bạn lắp cái đĩa trước. Đây là cái đĩa phanh của nó. Và các bạn sẽ lắp cái cùi nhôm này. Đây là cái cùi nhôm. Cái cùi nhôm này các bạn lắp vào đây. Cái phần gờ này nó có cái gờ đỡ này. Đấy, như thế này. Thì nó có những cái con ốc. Đây là những cái con ốc xiết này. Có một cái lông đen. Các bạn vặn vào đây. Đây dùng là cái chìa lục giác này để siết nó lại. Và nó có một cái đặc biệt chính là cái chân ốc thứ ba này. Chân ốc thứ ba này nó dùng một cái quả chám như này, quả chám hình côn như này. Khi nó siết vào ấy, khi nó siết vào thì sẽ lở cái này ra, và nó ôm chặt vào cái tăm bua của cái
chống phanh của mình kia. Đây. Thì các bạn để ý nhé, khi các bạn lắp vào ấy, thì cái lỗ nó bị lệch ấy, thì các bạn đảo cái quả chám này lên, đảo cái chiều lại như này để cho cái lỗ nó thẳng vào đây. Đấy, nó đã thẳng tâm rồi này. Chỉ vặn định vị thôi các bạn nhé. Đấy, sau khi đã lắp được phần vào cùi nhôm vào như này rồi, mình sẽ tiến hành lắp vào động cơ. Đây, mình lắp động cơ. Thì về cơ bản là cái mặt này của tất cả các dòng động cơ nó đã làm là chuẩn rồi. Khi mình lắp là mình chỉ áp cái đĩa vào sát cái mặt đấy để mình lấy cái độ chuẩn. Đấy. Bình thường các bạn có thể xoay được như thế này. Nhưng khi các bạn siết cái con ốc này căng lên, nó sẽ lở cái má này ra và nó bó chặt lên cái đĩa này. Cái đĩa này nó sẽ được định vị trên cái động cơ này. Rồi. Đấy, sau khi các bạn vặn chặt rồi thì cái này nó sẽ định vị lên. Đây các bạn xem, không thể rơi được nữa. Và không thể xoay được. Đấy. Tiếp theo là việc căn chỉnh cái củ phanh thôi. Thì ở đây nó đã cho mình những cái vòng ống này và những cái lông đen. Đây, để mình lắp cái này vào đây. Cái này các bạn sử dụng lại những cái lông đen của xe đạp điện của mình thôi. Mình bắt vào đây. Đấy, mình bắt những cái cù phanh này vào này. Đấy, thì nó rất là đơn giản vậy thôi. Cái cù phanh thì bắt vào đây. Đây là cái phần giằng lái này. Cái phần giằng cù phanh này. Và đây là cái tay dầu của nó. Đây là tay dầu này. Đây là cái củ thắng này. Đấy. Cái củ thắng nó sẽ bắt vào đây. Khi các bạn lắp lên xe rồi ấy, thì cái này các bạn căn chỉnh theo cái xe. Cái này rất là dễ thôi. Là các bạn bắt con này vào đây. Đấy. Đây. Bắt ốc vào đây. Lắp lên xe vậy là đã hoàn chỉnh một cái bộ kit chuyển đổi rồi rồi. Đấy, bộ sản phẩm nó gồm bằng này món. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi thắc mắc có thể comment phía dưới, mình sẽ trả lời. Hoặc liên hệ qua Zalo 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và các bạn xem nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ lắp lên xe đạp và mình sẽ quay cho các bạn một video vào một buổi khác. Giới thiệu thêm với các bạn, đây chính là một bộ phanh đĩa.
mà dành cho những cái loại xe đời cổ, nó dùng gen vặn, thì mình cũng đã lắp đặt ở đây. Cái phần rằng nó chính là cái này, rằng lên cái cục phanh này và lên cái đĩa phanh. Con này thì nó gắn dạng gen chứ không phải là dạng cù đấy, nó dùng gen nhé các bạn nhé. Đấy, thì cái bộ kia mình sẽ lắp đặt và mình sẽ gửi video thêm phần 2 cho các bạn xem.